bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Lý Yến Nhi. Bạn vừa nhận được Stellenbosch khi du học Singapore. Và giờ đây chúng ta hãy cùng trò chuyện với Yến Nhi để biết lý do vì sao Yến Nhi lại quyết định chọn Singapore làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Yến Nhi. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đến với các bạn về bản thân em được không? Chào các bạn, mình tên là Lý Yến Nhi, thì mình 22 tuổi. Thì trước đây em có học ngành quản trị kinh doanh ở Hồ Chí Minh. Thời gian rảnh thì mình hay đi du lịch các nước Đông Nam Á. Rồi cho chị hỏi là lý do vì sao em lại quyết định chọn Singapore làm cái điểm đến của mình ha? Lý do mà em chọn Singapore là điểm đến để du học thì bởi vì là Singapore là một đất nước rất là xanh sạch đẹp. Em thì đã từng du lịch đến nơi đó và em thấy là rất là phù hợp để em sinh sống và học tập ở nơi đó. Thì và cái phương tiện vận chuyển thì chủ yếu là MRT thì rất là thuận tiện để đi lại. Thì Singapore thì là nơi mà có sự giao lưu có hai nền văn hóa là Âu và Á, thì nó rất phù hợp để cho mình học hỏi thêm những nền văn hóa của đa quốc gia. Sau khi mà em học ở Singapore thì em dự định là sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Và bằng cấp của Singapore thì thường là có giá trị và dễ xin việc làm hơn là. Rồi, ở đây thì em đang học quản trị kinh doanh thì chị không biết là qua bên Singapore thì mình sẽ học cái chương trình nào cũng như là trường nào em ha? Qua Singapore thì em sẽ học trường James Cook Singapore, trường công lập của Úc. Thì em sẽ học chương trình là ngành tâm lý học. Lý do em chọn trường James Cook Singapore để học là bởi vì trường là trường công lập của Úc. Thì nền giáo dục của Úc thì đã biết là được biết là rất là phát triển. Trường James Cook Singapore thì là một em cảm thấy là môi trường rất là tốt để học sinh du học. Trường James Cook Singapore là một trường mà yêu cầu đầu vào thì không phải ai cũng dễ du học, cho nên thì cái chất lượng giảng dạy cũng như là cái chất lượng đầu ra thì nó tốt và dễ xin việc làm hơn ở Việt Nam ạ. Nếu vậy thì chị không biết là em đã có cái kế hoạch tương lai ra sao chị em ha? Dạ, em dự định nó là học ở Singapore. Em sẽ học về ngành tâm lý học cũng như là mình tìm hiểu thêm về nền văn hóa, ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc để mình dễ xin việc làm hơn sau này. Một thì em dự định đó là nếu mà mình có khả năng thì có điều kiện thì em sẽ học lên là bác sĩ tâm lý, còn nếu không thì em có thể là xin vào những công ty đa dạng về kinh doanh, mình có thể về tâm lý khách hàng chẳng hạn. Như em có chia sẻ là em thích cái ngôn ngữ của Trung Quốc. Dạ. Thì chị không biết là ở Việt Nam thì mình đã có học cái ngôn ngữ này cho em thôi. Dạ cho chị, em mới bắt đầu học. Vậy em có thể nói một câu nào đó với các bạn được không? Ni hao, chú ni chinh chê yu khoai. Xin chào, chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Rồi, chị cũng thay mặt các bạn chúc em có một ngày thật là tốt đẹp luôn. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, thì mình đã chuẩn bị sang Singapore rồi. Thì không biết là hành lý, mọi thứ em đã chuẩn bị hết chưa? Hành lý em chuẩn bị rất là nhiều. Quần áo và thực phẩm và những cái cần thiết sinh hoạt. Em đã từng đi qua Singapore rồi, thì bây giờ là mình bắt đầu là công việc du học ở bên đó. Thì chị không biết là những cái kinh nghiệm lần trước thì cái lần này em sẽ mang quần áo là mang những cái gì, cái nào cần thiết, thời tiết nó ra sao em? Dạ, thì em mang quần áo, những mặc thì rất nhiều. Dạ, em mang những cái như là về quần áo thì mình mang quần áo nè, vớ chân như cho ấm nè, vớ tay và nón đội. Mình mang ô, có ô mà loại ô mà gấp lại nhỏ á chị. Còn thực phẩm thì mình mang, nếu mang mì gói hoặc là nếu mà không thì mình có những mang cái giống như là những cái loại bột ngũ cốc. Mình không có được mang những cái thực phẩm liên quan tới mì gói thì mình chọn những cái loại gói mì mà nó có hình mà con tôm con cua thì được, hình mà thịt hay là cá thì nó không cho qua. Đặc biệt đó là mình mang sản phẩm mà mỹ phẩm hay là đồ ăn thức uống thì mình chỉ mang là cái lọ nhỏ hơn 100ml thôi, và mình đã gói trong một cái bao ni lông mình khóa lại, còn mình không
cái lọ nhỏ hơn 100ml thì mình không được mang trên tổng tổng cái số thể tích thì mình không được mang trên 1 lít, có nghĩa là những cái lọ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tổng nó không được quá 1 lít ạ. Có nghĩa là mình sẽ tính tổng chung hết luôn, dạ, tất cả luôn đúng không? Dạ. Và chị nghĩ có một cái không thể thiếu đó chính là đôi giày. Dạ, giày thầy thể thao đúng chị. Đúng rồi. Dạ, cho dễ đi lại, với dép thì mình đi lại còn mỗi chân mang giày. Thì tại vì phương tiện chủ yếu ở Singapore là mình đi bằng MRT, tàu điện ngầm. Cái thứ hai là mình đi bộ. Dạ, cái đi bộ thì rất là nhiều. Chân tốt chứ không có đi dép thì nó rất là đau chân. Rồi, nếu vậy chị không biết là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy thế nào? Thì em cảm thấy là các chị, anh chị ở Tân Đại Dương thì rất là nhiệt tình, vui vẻ, tư vấn và hỗ trợ cho em để đi du học ở Singapore. Khi mà em đến công ty du học Tân Đại Dương liên hệ với chị Hồng Ly á, thì chị yêu cầu em là nộp hồ sơ cá nhân, sau đó để chị liên hệ với trường để đăng ký học cho em. Thì sau khi mà em nộp hồ sơ xong thì em khoảng 2 tuần sau thì em có một cái student pass visa để đi du học Singapore. Sau khi mà em đi du học Singapore thì trong quá trình du học, nếu mà em biết có bạn bè nào mà muốn đi du học ở Singapore hay là các quốc gia trên thế giới thì em sẽ chỉ các bạn là đến công ty du học Tân Đại Dương, bởi vì công ty du học Tân Đại Dương là rất là hỗ trợ, rất là tận tình, đầy đủ, dạ, nhiệt tình, vui vẻ. Chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm của Yến Nhi ha. Yeah. Và chị hy vọng là mình sẽ học ở bên Singapore cũng có thể là tiếp thu được nhiều cái nền văn hóa. Yeah. Để sau này khi trở về Việt Nam thì có thể thực hiện tốt được cái công việc của em mà mong muốn ha. Yeah. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.